Ngày 23 tháng 5 năm 2021 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, hiệu quả, các địa phương trong cả nước đã chủ động làm công tác chuẩn bị. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc từ rất sớm, trong đó có sự tham gia tích cực, trách nhiệm của lực lượng quân đội. Đến cái giai đoạn hiện nay thì địa phương đã hoàn tất tất cả các cái công tác chuẩn bị, từ niêm yết danh sách cử tri, phát thẻ cử tri, rồi là chuẩn bị các cái điểm bầu cử, rồi tập huấn các cái tổ bầu cử thì đều được làm rất là cẩn thận, chu đáo. Các điểm bỏ phiếu đấy thì cũng được trang hoàng rất là đầy đủ, thể hiện vào cái sự nghiêm trang, đảm bảo được đúng theo cái luật định. Với Quan Sơn thì do đặc thù là một huyện biên giới miền núi, cho nên cách làm vẫn là phải đảm bảo. Thứ nhất là một là các cái điểm bỏ phiếu, khu vực bỏ phiếu và các cái đơn vị bầu cử vẫn phải được triển khai một cách nó trang trọng và nó gắn liền với văn hóa, điều kiện của cư dân địa phương để nhân dân dễ hiểu, dễ đọc và dễ thực hiện trong công tác bầu cử. Đây là lần đầu tiên hội bầu cử, hội cũng rất cảm ơn bộ đội ở tại cái nơi tuyên truyền các chồm choa từng cái nơi mũi, hội làm từng cái nơi mũi từng ngày. Về cũng có quyền công dân cho cùng chờ tới ngày mong muốn ngày na rồi là trong cuộc bầu cử sắp tới, các cơ quan đơn vị quân đội đã thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của mình, vừa trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử, vừa tích cực tham gia cùng cấp ủy chính quyền các địa phương tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thực hiện niêm yết danh sách cử tri và tại các khu vực bầu cử bảo đảm công khai, dân chủ và đúng luật, kết hợp tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức của cử tri và nhân dân về ngày bầu cử và thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ, và kết hợp tốt với công tác bảo đảm an ninh an toàn cũng như là công tác phòng chống dịch Covid, bảo đảm cho cuộc bầu cử Quốc hội trên địa bàn diễn ra đúng luật và thành công tốt đẹp. Đối với mỗi quân nhân á, trước tiên là chúng ta phải là những cái người tuyên truyền cũng như là vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là bà con nhân dân, gia đình và người thân của mình tham gia bầu cử đầy đủ, thì phải lựa chọn cho bằng được là người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất. Mỗi quân nhân phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu tại đơn vị cũng như nơi sinh sống, đó là tuyên truyền đến đồng chí, đồng đội, gia đình, khu phố về ý nghĩa tầm quan trọng của bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp để mọi người hiểu và nhận thức đầy đủ. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện sự thống nhất giữa ý đảng, lòng dân, góp phần quan trọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội 13 của đảng.